sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời. Lời Việt thương ngàn năm văn hiến đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi cùng hát. Cao Minh Hưng xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài IBC TV. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình câu lạc bộ nghệ sĩ Talk Show. Đây là chương trình chúng tôi dành để phỏng vấn các anh chị em nghệ sĩ cũng như là những cái chương trình hữu ích trong cộng đồng của chúng ta. Chương trình này phát hành hàng tuần vào mỗi chiều chủ nhật lúc 3:30, sáng thứ ba lúc 9:30 cũng như là chiều thứ năm lúc 3 giờ. Thực hiện chương trình này chúng tôi muốn mong mang đến những tin tức hữu ích cho cộng đồng của chúng ta. Kính thưa quý vị, chúng ta đang bước vào những ngày đầu xuân Tân Sửu năm 2021. Với những lời chúc mà năm nay Cao Minh thấy là mọi người luôn luôn dành những lời chúc sức khỏe dành cho nhau. Trải qua một năm thật nhiều là biến động đau thương với pandemic, dịch bệnh COVID-19. Hơn bao giờ hết chúng ta thấy sức khỏe là một điều rất rất là quan trọng đối với tất cả mọi người. Chúng ta có thể có hạnh phúc, có thể tìm được những cái bất cứ gì trong cuộc sống này. Tuy nhiên cần nhất là vẫn là sức khỏe. Thì nhắc đến sức khỏe ngày hôm nay thì chúng tôi rất vui có hai em sinh viên đến từ trường UCLA để tham dự chương trình đặc biệt này của câu lạc bộ tình nghệ sĩ Talk Show để nói về một cái chương trình hội y tế các em sẽ được tổ chức vào cái ngày 28 tháng 2 sắp tới đây. Cảm ơn xin kính chào hai em, tức là chúng ta có Catherine Trần cũng như là Annie Nguyễn có mặt trên màn ảnh. Mời hai em gửi lời chào đến khán giả của đài ABC TV. Dạ, cảm ơn chú. Hai cháu xin chào mọi người và quý vị đang xem theo dõi cái chương trình này. Xin chào Annie, mời Catherine. Xin chào quý vị, em là Catherine Thị An Trần và cháu rất vui mừng đã chú Hưng đã mời các cháu với đài IBC hôm nay. Mình chào em, quý vị thấy là em chắc là sinh trưởng ở Hoa Kỳ nhưng mà cũng cố gắng nói tiếng Việt rất là giỏi. Được biết ngày hôm nay thì Catherine cũng như là Annie Nguyễn là hai em học ở năm cuối của đại học ở UCLA phải không? Bây giờ là chuẩn bị để chắc là năm nay là chuẩn bị mình apply là xin vào những cái trường medical school. Thì được biết là sắp tới đây ngày 28 tháng 2 là hội Vietnamese Community Health. Có thể tạm dịch là chắc là hội những cái y tế về cộng đồng của người Việt Nam chúng ta tại UCLA sẽ tổ chức một cái hội y tế, mà hội y tế này đặc biệt hơn những hội y tế mà chúng tôi đã giới thiệu trước đây, là đây là một cái chương trình hội y tế trực tuyến miễn phí. Thì chắc là mời Catherine hay là Annie Nguyễn trước hết là có thể một lần nữa cho biết cái ngày giờ tổ chức của cái chương trình này cũng như là sẽ thế nào để quý vị có thể ghi danh để tham dự cái chương trình này. Dạ, cảm ơn chú. Hội của mình là Hội Vietnamese Community Health tại UCLA và vào Chủ nhật ngày 28 tháng 2 từ 9 giờ sáng tới 12 giờ trưa là hội của mình sẽ tổ chức một cái hội chợ y tế trực tuyến. Ý là khi hội chợ y tế này là tổ chức trên mạng nên quý vị có thể gọi từ nhà được để nói chuyện và tham khảo với những cái bác sĩ của mình. Ở khi hội chợ này là mình có nhiều dịch vụ giống như mình có tham khảo với bác sĩ gia đình, bác sĩ phim, bác sĩ chỉnh hình và cũng có bác sĩ tâm lý để ghi danh cho khi quý vị có thể ghi danh hoặc chỉ vào cái phòng khám của mình trong cái giờ hội chợ của mình, mà cách nào cũng rất là đơn giản. Quý vị chỉ cần vào cái website là www.vchhealthfair.com, rồi trên đó là sẽ có cái nút để vào cái phòng đợi, như quý vị cũng có thể đăng ký trước luôn để tiết kiệm giờ. Như là cảm ơn Andy đã cho những cái thông tin này. Quý vị thấy là như là cho cái flyer trên màn ảnh chúng ta đang thấy là quý vị có thể ghi danh vào cái địa chỉ này, như là em tin Andy mới thông báo là vchhealthfair.vc.me/use/clinic. Hoặc là chúng ta có thể quý vị có thể gọi điện thoại phải không, 714-702-5539. Thì đây là một chương trình tham khảo hoàn toàn miễn phí. Trở lại với Catherine hay là Andy, được biết thì đối với cộng đồng người Việt Nam chúng ta cũng rất là nhiều những hội y tế như vậy. Thì Vietnamese Community Health at UCLA là một cái tổ chức đã được hình thành từ bao lâu và đã có trong thời gian vừa qua các em đã có tổ chức những cái sự kiện gì trong quá khứ không ạ, là em?
Hội hội BCH ở trường Đại học UCLA được thành lập vào năm 2006 vì các học sinh ở UCLA thấy có nhiều người từ nước Việt Nam ở Orange County không có bảo hiểm y tế, thì mình muốn cho các người này được nhận cái tham khảo rất là quan trọng cho cái sức khỏe của mình. Tức là hội này là các em sinh viên ở trong cái hội này cũng rất là đông. Thì cái thứ gì chúng ta thấy là các em phải nói là những cái chương trình ngoài công việc học hành thì các em cũng phải tham gia những cái hội, những cái extracurriculum, là những cái chương trình volunteer như vậy. Thì trong cái hội chợ này đặc biệt thì có khoảng bao nhiêu các em sinh viên sẽ tham dự cái hội chợ y tế trực tuyến này? Không biết Annie và Catherine có thể chia sẻ thêm cho quý vị đồng hương đang theo dõi chương trình biết không? Dạ, cái hội của mình, hội Vietnamese Community Health có khoảng 70 tới 100 học sinh, nhưng lần này để làm cho cái hội chợ y tế trực tuyến cho nó dễ hơn cho quý vị là mình chỉ có 12 người chuyên làm giống như nhân viên cho cái hội chợ y tế, rồi chừng nào quý vị gọi vào thì mấy cái học sinh đó sẽ nói chuyện với quý vị và dẫn quý vị vào cái video call với bác sĩ khác. Vì vậy mình sẽ có khoảng 12 học sinh cho cái hội chợ này. Đây là các em học sinh sinh viên 12 em này chắc cũng nói tiếng Việt cũng giỏi như là Annie với lại Catherine vậy đó hả? Dạ. rất là giỏi. Đã sinh ra lớn lên ở đây đi học trường Mỹ mà nói tiếng Việt như vậy cũng rất là hay. Chắc là quý vị khán giả sẽ đến để ủng hộ các em sinh viên rất là đông. Ngoài 12 em sinh viên thì còn bao nhiêu bác sĩ có mặt trong cái chương trình hội chợ y tế trực tuyến lần này vậy Annie và Catherine? Vì hội chợ y tế trực tuyến của VCH không được trực tiếp và phải online, mình chỉ có 3 bác sĩ gia đình, 1 bác sĩ tim, 1 bác sĩ chỉnh hình và 3 chuyên gia tâm lý. Chắc quý vị thấy Catherine cũng là cái khuôn mặt quen quen. Thì được biết Catherine cũng là con gái của bác sĩ Trang Việt Trần, cũng là bác sĩ cardiologist, bác sĩ về tim mạch rất là quen thuộc trong cộng đồng chúng ta. Mà trong một cái chương trình trước đây thì Carmen Ân cũng có phỏng vấn bác sĩ để chia sẻ về những cái dịch vụ, cũng như là nói đến cái pandemic, dịch vụ y tế, cái mùa dịch COVID này. Wow, thì nói qua một chút xíu là các em sinh viên lúc này phải nói là buồn phải không? Học chỉ học online thôi là không có được đến trường in person. Đây là một cái tình hình chung thì cũng như vậy. Cái hội chợ y tế trực tuyến lần này thì mình phải tổ chức qua một cái cách thức như vậy. Tức là mình không có thấy là bác sĩ trực tiếp được khám bệnh, là theo dõi những cái bệnh lý của bệnh nhân, thì cũng là một cái điều rất là tiếc. Tuy nhiên thì các em chắc chắn là sẽ có cái nhiều cách, cái kỹ thuật để mình khắc phục những cái khuyết điểm này, phải không? Thì rất là nhanh thì chúng ta có thể nói tiếp một cái phần nữa là trong cái kỳ này, trong cái hội chợ y tế trực tuyến này thì những cái dịch vụ nào chúng ta sẽ có trong cái hội chợ trực tuyến lần này? Dạ, ở cái hội chợ y tế này là mình sẽ có 4 cái dịch vụ khác. Quý vị có thể tham khảo với bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ tim mạch, hoặc bác sĩ chỉnh hình, hoặc bác sĩ tâm lý. Vậy quý vị có thể hỏi bất cứ cái gì, giống như cái thắc mắc và vấn đề về cái tình hình sức khỏe của quý vị cũng được. Rất là hay. Thì trong phần 1 chúng ta đã sơ lược những cái điều quan trọng. Thì nhắc lại một lần nữa thì đây là một cái chương trình hội chợ y tế trực tuyến sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 2 từ 9 giờ tới 12 giờ trưa, phải không? 9 giờ sáng tới 12 giờ trưa. Tức là chúng ta có khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ để quý vị có thể gọi vào tham khảo, và các 12 em sinh viên từ hội Vietnamese Community Health sẽ hướng dẫn quý vị đến đúng với bác sĩ nào quý vị có cái câu hỏi thắc mắc về những cái vấn đề mà mình muốn quan tâm. Thì chúng tôi xin phép được tạm ngưng chương trình ở đây để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại đã bảo trợ cho đài IBCTV, và chúng tôi xin quý vị trở lại phần 2 với hai em Annie Nguyễn và Catherine Tran đến từ Vietnamese Community Health tại trường UCLA sẽ gửi chúng ta thêm những cái thông tin cần thiết cho cái chương trình hội chợ y tế trực tuyến này. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng để theo dõi chương trình ngày hôm nay, một chương trình chúng tôi dành để gọi là một chương trình phục vụ cộng đồng của chúng ta. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi đang trên đường live với qua
thực hiện chương trình này qua Zoom cùng với hai em Annie Nguyễn và Catherine Trần đến từ Hội Vietnamese Community Health tại trường UCLA. Thì đây là một cái trường học phải nói rất là nổi tiếng mà rất là nhiều sinh viên chúng ta cũng đã theo học trường này, cũng như là rất nhiều bác sĩ và các ngành khác nhau đã tốt nghiệp từ trường UCLA. Thì hai em Catherine Trần và Andy Nguyễn cũng là đang năm cuối học về để chuẩn bị vào trường y khoa. Thì trước hết thì cũng cảm ơn hai em đã đến đây dành thời gian để giới thiệu đến cộng đồng của chúng ta một cái chương trình hội chợ y tế trực tuyến miễn phí sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 2 sắp tới đây, ngày Chủ nhật, từ 9 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa. Trong phần đầu thì em đã sơ lược một số những cái dịch vụ sẽ được cung cấp. Quý vị có thể gọi số điện thoại, cảm ơn em một lần nữa, xin share cái flyer của em đã chuẩn bị. Tức là chúng ta thấy là quý vị có thể vào cái đường link này để ghi danh, và hoặc là quý vị có thể gọi số điện thoại 714-702-5539. Hoặc là đây là những cái dịch vụ như là em Annie và em Catherine có thông báo là chúng ta sẽ có bác sĩ về tim, bác sĩ gia đình, bác sĩ nội khoa, cũng như là tham khảo về chỉnh hình và các chuyên khoa tâm lý. Thì đây là những dịch vụ mà mình nghĩ rất là cần thiết. Trở lại thì đối với hội chợ y tế này thì nó có khác với những hội chợ y tế mà Vietnamese Community Health at UCLA đã tổ chức trước đây không vậy, Catherine và Annie? Thường thường là cái hội của mình tổ chức những cái hội chợ y tế lớn mà giống như cái facility lớn, nhưng vì tình hình của COVID là mình không có sum họp được, tại vì sum họp ra ngoài với nhiều người ở cái hội chợ y tế rất là nguy hiểm, như vậy lây bệnh, nhất là cho cộng đồng Việt Nam, và cộng đồng Việt Nam có nhiều người mà không có bảo hiểm y tế và có nhiều người lớn tuổi luôn hơn. Như vậy lần này cái hội chợ y tế của mình là khác hội chợ y tế trước, là tại vì hội chợ y tế này là tổ chức trên mạng, cái này là hội chợ y tế trực tuyến. Tại vì cái hội của mình còn muốn giúp đỡ và gặp hết cái nhu cầu y tế của những cái người cộng đồng Việt Nam. Đúng như vậy, là chúng ta thấy như là trước cảm ơn anh có nói với các hai em cũng như là thưa với khán giả là trước đây những cái chương trình mà mình giới thiệu hội chợ y tế cộng đồng đó thì đúng là rất là đông đồng hương chúng ta đến gặp từng bác sĩ, một cái facility thật là lớn, gặp trực tiếp bác sĩ. Tuy nhiên thì lần này vì cái COVID-19 thì chúng ta không thể thực hiện được như vậy, và các em cũng đã có một cái ý tưởng rất là hay là hội chợ trực tuyến với rất là nhiều cái dịch vụ khác nhau. Trong đó thì các bạn thấy là những cái bệnh về gia đình, về tim mạch, đặc biệt là về tâm lý rất là quan trọng. Chúng ta thấy statistically, thống kê là rất là nhiều những bệnh nhân ở nhà lâu quá, phải không? Rất là ảnh hưởng về tâm lý. Thì đây là một cái dịp họ cũng có thể nói chuyện, trò chuyện cùng với những cái chuyên viên, những cái bác sĩ về tâm lý, để hy vọng mọi người có một cuộc sống tương đối là có niềm tin hơn. Một lần nữa thì trở lại với cái hội chợ y tế này, thì các em có thể cho biết là quý vị có thể tham gia bằng cách nào, ghi danh như thế nào, và ngày hôm đó thì lên trên mạng thì bằng cách nào để quý vị có thể tham gia thật là đông vào cái chương trình hội chợ y tế này, mời em. Để tham gia vào cái hội chợ y tế này, quý vị có thể tìm trang web về hội chợ Vietnamese Community Health www.vchhealthcare.com. Và trên cái website này, trên trang đầu sẽ có một nút để vào phòng đợi trực tuyến hay gọi cái waiting room để tham dự vô cái hội chợ y tế này. Là như quý vị thấy trên flyer thì đây là cái trang website của các em, đó là VCH, là viết tắt của chữ Vietnamese Community Healthcare.com. Quý vị có thể vào trang web này, thì sau đó thì chúng ta sẽ có những cái đường link dẫn đến, hoặc là quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp qua số điện thoại nào Catherine có thể hay là Annie có thể lặp lại không? Để gọi cho hỏi câu hỏi gì thì gọi 714-702-5539. 702-5539 thì đây là một số điện thoại quý vị có thể gọi. Thì đây là lần đầu tiên mà các em tổ chức một cái chương trình qua mạng như vậy, trực tuyến như vậy, hay là trước đây mình đã có kinh nghiệm tổ chức một cái hội chợ tương tự như vậy rồi?
Dạ, cái này là lần số 2 mà cái hội của mình tổ chức một cái hội chợ y tế trực tuyến. Lần trước cái hội chợ y tế của mình cũng thành công như mấy đứa mong, tại vì mình có 40 người ra tham dự cái hội chợ y tế của mình vào cái 2 tiếng mà cái hội chợ mở, nên những cái bác sĩ của mình cũng rất là đông. Vì vậy lần này cái hội chợ y tế trực tuyến của mình sẽ có thêm bác sĩ hơn lần trước và cũng mở cho lâu hơn và có thêm giờ, vậy mình gặp hết cái nhu cầu của mỗi người được. Rất là hay. Tức là của mình cũng có một số cái kinh nghiệm từ cái lần tổ chức đầu tiên. Lần này thì chỉ có 3 tiếng thôi, 9, 10, 11, 12, actually 4 tiếng đồng hồ đấy. À, từ 9 giờ giờ tới 12 giờ. Oh, actually 3 tiếng đồng hồ, xin lỗi. À, 3 tiếng đồng hồ. À, chúng ta mình đang ăn gian rồi không? Tính thêm một tiếng nữa. Từ 9 giờ tới 12 giờ, kính thưa quý vị. À, thì chỉ có 3 tiếng đồng hồ. Mong quý vị trong vòng 3 tiếng đồng hồ này thì sẽ gọi vào có những cái câu hỏi. Một lần nữa thì quý vị thấy cái số điện thoại mà em đã nhắc đến, là nếu quý vị không vào được cái đường link của cái trang website vchhealthfair.com thì có thể mình vào gọi số điện thoại trực tiếp là 714-702-5539. Phải nói trong cái mùa dịch pandemic này và các em đã cố gắng để tổ chức một cái chương trình hội chợ y tế trực tuyến này là phải nói là một cái việc rất là khó khăn. Tuy nhiên thì cái tấm lòng của các em, những cái em phải nói là khi mà chọn, những em sinh viên mà chọn vào con đường y khoa, trái tim của các em, tấm lòng của các em luôn luôn hướng về những cái người khốn khó để giúp đỡ, thì đây là một công việc mình hân nghĩ rất là hữu ích cho cộng đồng. Mình chúc hai em là luôn luôn thành công trong cái vấn đề học vấn của mình, cũng như là may mắn khi mà chúng ta apply, khi hai em apply vào medical school. Càng ngày cũng phải nói là cái competition rất là nhiều, nhưng mà tuy nhiên với hai em thì chắc chắn là sẽ có là hy vọng rất là thành công trong cái con đường mà các hai em đã chọn lựa. Đến đây thì rất tiếc là thời lượng chương trình chúng ta không còn nữa. Thì mời hai em Andy Nguyễn và Catherine Trần gửi lời chúng ta chia tay quý vị khán giả của đài ABC TV. Dạ, cảm ơn chú và cảm ơn những cái người đang theo dõi cái chương trình này. Hai đứa Andy và Catherine hai đứa mong là cái hội chợ y tế này giúp đỡ nhiều người trong cái cộng đồng Việt Nam của mình. Chắc chắn là như vậy. Mời Catherine Trần. Xin chào quý vị một lần nữa. Cháu muốn cảm ơn chú hơn để mời Annie và Catherine vô đài IBC hôm nay để nói chuyện về cái hội chợ y tế. Và cháu rất hy vọng có nhiều bệnh nhân ở hội chợ. Chúng ta với cái chắc chắn là sẽ có rất là nhiều bệnh nhân theo dõi chương trình ngày hôm nay sẽ gọi vào. Thì trong tương lai hy vọng là chắc chắn là các em phải extend, phải thêm giờ nữa để đồng hương chúng ta có thể gọi vào. Cảm ơn các em đến để chia sẻ chương trình hội chợ y tế cộng đồng miễn phí trực tuyến vào ngày, một lần nữa vào ngày Chủ nhật 28 tháng 2 từ 9 giờ cho đến 12 giờ trưa. Cảm ơn các em rất là nhiều. Kính thưa quý vị, chúng tôi một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình câu lạc bộ tình nghệ sĩ Talk Show ngày hôm nay, và mọi ý kiến đóng góp cho chương trình quý vị có thể liên lạc với Cao Minh Hưng qua số điện thoại là 714-403-9315. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một năm mới Tân Sửu 2021 thật là nhiều sức khỏe, bình an, vạn sự như ý, và chúng tôi xin hẹn quý vị trong chương trình tuần sau.